km. Rồi từ chức năng chuyển đổi màu lỗi nè, anh xem có bị lỗi gì không nè. Thêm ba lỗi nè, xem có ngã một lần phải không, có ngã không? Không ngã, có ngã, có chỉ ngã. Nghiêng là được. À, nghiêng đây, xe mình gắn một cái cabin nghiêng xe, khi mà anh nghiêng xe tự động bị tắt máy và làm được xe mình nó báo lỗi ha. Nếu mà mình nghiêng nghiêng quá, nghiêng mà dài như 20-30 nó cũng tắt máy nữa. Một lỗi nè, hai lỗi nè. Xóa hết mấy mã lỗi này, xóa xong hết mã lỗi. Cái cảm biến trục hiệu là sao anh? Cảm biến trục hiệu là anh tắt cái này nè, anh tắt là tự động tắt máy, cái bê tông mình lên máy đâu. Mà anh tắt này thường xuyên. Cũng tắt cái đó, tắt cái đó nó sẽ báo lỗi à. Cái đó chỉ là xử lý sự cố hoặc cái gì đó bị ngã nghiêng tự động mình tắt máy, ha. Chứ dừng xe thường là không tắt. Mình tắt nó báo lỗi á. Đúng rồi. Tắt nhiều quá nó báo lỗi. Tả những ma chuyển đấu dành cho anh nè. Rồi, ở đây chuyển đấu là kim nè. Tín hiệu vị trí bấm ga, con có mở hoàn toàn không? Ở đây mình dặn tay ga lên. Dặn tay ga lên nằm khoảng 97 là bình thường. Nếu mà cái ga nó cứng á, dặn không lên là mình sửa lại. Ha. Axit khí nạp. Áp suất khí nạp của mình là 102 là đó, động cơ xe mới của mình. Thường anh chạy thế mà ở đây nó đo mình cái áp suất luôn, ở những cái xe bên ngoài rồi đó nó đâu có coi được áp suất đâu. Áp suất là có nghĩa là cái đầu bò mình chạy thời gian xe mình nó cũ đi, mình rút đầu ra cạo khói xe bắp lại xe mình mạnh lên, đúng không? Là lượng khói đóng quá nhiều thì xe bắp mình làm đồ bồn kính mình không kín. Bây giờ ở đây con cho mình đo cái áp suất khí nạp mình trong đó mình thôi. Bây giờ ra mà mình có, bây giờ là không còn rút đầu như xưa nữa. Anh cứ chạy 3.000 cây mua cái chai đổ vô bình xăng. À, cái chai carbon này. Cái vệ sinh bồn đốt giúp lượng khói không có đóng, giúp không bao giờ rút cái đầu ra. Mà xe mới đâu cần phải đổ? Đổ chứ. Ồ vậy hả? Xe mới, tại bản thân xe mới không có đóng đúng không? Mình đổ vô mình phải ở ngoài không có đóng đâu. Xe mới nó đổ là hay nhất. Ha. Đổ đợt sau hay nhất, đổ carbon sau mỗi 3.000 cây. Cái nhiệt độ của anh là 42 độ C là cái lọc gió á. Hiện nay cái lọc gió bên ngoài lấy lượng cái khí bên ngoài vô, lọc gió nó không dơ. Cái lượng gió lấy vô nó sẽ chuẩn hơn. Khi mà lọc gió nó dơ đi, ở đây khí nào cũng còn 20, cũng có còn 2 lọc gió. Tận lấy lượng gió vô qua trộn nhiên liệu mình động cơ không nóng ha. Cái lọc gió là cái quan trọng nhất cho động cơ xe của mình. Nước làm mát bây giờ anh chạy cũng hơi xa, độ nóng bay khá được xe nè. Xung đột bánh xe là chúng tôi đem ép mình đá. Ở đây tôi xem mình rồi, lên đó không? Nếu mà nó không lên á, mình tốn mấy chục ngàn nha. Nó bị gì? Nó bị đứt. Nó không lên đâu. Ở đây công ty mình biết là phải không gắn ngoài trước. Một tay dựa là bị xuống truyền động cơ. Khi mà lâu ngày nó mòn đi, nó đâu tiếp xúc được cái trục điện ở trong động cơ đâu. Mà mình đâu công ty mét không lên đâu. Còn phải thay cái đó. Thay đó nó mới lên ha. Còn dây thì nó đứt. Còn này nó xài một cái cùi. Rồi. Thấy cái cảm biến nghiêng xe không? Ở đây cái cảm biến nghiêng xe của mình là cái nguồn điện cung cấp là 0.6V. Khi mà lên đây bị tết vô đây mà nguồn điện nó không ra 0.6V, chứng tỏ là cái cảm biến mình bị đứt là xe mình chạy không được. Mà chứ trời cứu hộ là thôi. Trời trắng là nó vẫn còn cảm biến gì. Rồi ắc quy mình chưa hoạt động, hiện nay là 12.5V. Khi hoạt động nó sẽ tăng lên, nó tăng khoảng là 13-14 là bình thường. Nếu mà tăng nữa 25-30 là hệ thống sạc có vấn đề. Hệ thống sạc mình nó bị đứt thì nó sẽ hơi có mềm bị đứt, cháy hết đứt hết. Rồi nếu mà lên đây mà sạc nổ máy, sạc nó không sạc, hệ thống sạc không có vấn đề nữa. Tại 15-12 là đâu sạc đâu, có 13-14 mới sạc. Cái này nó 12.5 nó bình thường. 12.5 là chưa nổ máy. Khi mà mình rút đi tôi kiểm tra bằng động cơ thì hệ thống sạc nó sạc cho mình coi.
xi lanh số 1 nguyên sườn, ở đây nó lỗi dùng 5 lần ha. Rồi, chiếc xe mình là phun sơn điện tử, không lấy mẫu rằng kiểm tra rồi phun, mình lại mình hỏi rồi phun ra, nếu còn phun anh chơi tay vô, có yên còn nghe phun không? Chơi vô, chơi vô, chơi vô, chơi tay vô. Lấy gì? Chơi lỗ tay vô nghe rồi cũng phun không? Chơi vô đây nè. Chơi vô đây nè. Chơi lỗ tay vô con nghe không? Cần biết mà cái lỗ nó phun. Đâu? Rồi, gờ le làm mát quạt, có nghĩa là chiếc xe mình á nó gắn một cây quạt. Trước khi mình muốn quạt động cơ đó, cái độ nóng lên phải là 120 độ C. Nóng quá nó báo về CDI, xe báo về đang nó quạt. Bây giờ mình muốn kiểm tra cái quạt là coi nó quạt hay không thì nó thông qua gờ le. Ha. Cái này chạy như ba vậy đó. Thấy dung xe không? Chứng tỏ xe quạt nó hoạt động được rồi. Anh chạy xe đường dài mà nó quạt như nó ngưng vậy là không phải là xe mình hư nha. Cái quạt đang vận hành đó. Nhiệt độ hạ xuống 5 độ C tự động nó sẽ ngắt nha. Nó không phải quạt liên tiếp, nó dựa theo cái tỷ lệ độ nóng. Xe này là 4 nét, mình không thể nào mở ra kiểm tra được. Ở đây kỹ sư được không? Áp dụng giọt áp đi sớp để kiểm tra trên hệ thống của trình điện tử luôn. Kiểm tra luôn luôn. Chứng tỏ đèn pha đồ hoạt bình thường ha. Cũng lét là biết sao, đất biết sao thử. Đồ bình thường á. Dạ. Rồi ở đây độ nóng lên chính xác từ đường chơi đến cho mình kiểm tra nha. Dạ. Rồi chút trước ở đây xác còn mấy chục rồi. Quy được hoạt động 12 đến 8 qua, 13 đến 8 qua nè, ha, ở đó sạc rồi ha. Điện áp vị trí bấm ga mình đã hoàn toàn là 66 qua nè, đến 10 đến 40 qua nè. Hiện nay ga tay của anh là nó quy định nó là ngày 3 đến ngày rưỡi, quy định mà hiện nay lắp loạn ga tay anh có ngày 2 đến 9 nè. Ở đây ta cho mình chặn chỉnh sửa chữa lại nè. Anh có chỉnh ga tay là không? Ga tay được chưa? Được rồi. Được rồi phải không? Được vậy ở đây không chỉnh lại ha. Nhưng mà có cần thiết phải lớn không anh chứ? Nó lớn, nó chỉnh ra đúng thông số kỹ thuật của nó. Vì nó sẽ không cho nó mà nã không. Nó phải ngày 3 đến ngày rưỡi. Bây giờ ở đây nó lỗi, cần sửa chữa lại, cần sửa chữa tốc độ ganh tí của mình nè. Vậy sửa lại cho nó bình thường được không? Ở đây nó kêu anh cần, tại vì mỗi người một ý thích, ganh tí nhỏ, ganh tí lớn. Tại quy định thông số kỹ thuật của nó là đến 1.3 đến ngày rưỡi. Mà hiện nay thông số kỹ thuật của nó không nằm trong phạm vi này. Bắt buộc người ta quy định cần sửa chữa lại. Vậy nếu mà gì anh có thể đưa em về nó về vị trí như vậy. Dạ. Cái đưa vị trí như vậy cho anh. Dạ. Nhiều không đi. Đây. Ở đây nào? Ở đây nào?